kia cũng ok quá, nhìn không biết là cái tư kiện luôn. Trời ơi, bao giờ mới trưởng thành, không lẽ suốt đời chị dạy dỗ em hoài chứ. Ai mà ý được này chứ, hạnh phúc lắm á. Đúng rồi anh, anh thấy đây ai ai là người hạnh phúc nhất. Thôi đừng hỏi, kéo quần bên cho em nữa chị. Cái lỗ đó hai hình được. Rớt nhỏ, rớt nhỏ nào rồi. Giờ ta kẹp đặng cái vỏ tính phát lắm đúng không? Thì làm rớt hình hữu đặng vỏ tính phát không nè. Em muốn lật đổ thôi chứ gì nào. Được không? Được. Em muốn cái bên chị hả? Đúng rồi. Trời, em muốn cái bên chị hả? Đúng rồi. Tao nghe mấy câu chuyện này người nó tức anh ách. Cái lỗ này là bé này dành riêng cho hai đứa mình. Chị em muốn đi toilet đó hả? Em này tới chị. Cái đó là riêng lẻ, còn này cặp đôi rồi. Ủa? Cặp đôi? Đúng rồi. Chị em tao kêu cặp đôi. Thì cũng là một cặp thân thiết. Vậy chắc số mình là chiếu Valentine năm sau á. Không có đâu. Sướng không chị? Sao có hỏi với cái câu gì? Sướng không chị? Thoải mái không á? Xin qua cho tao ngồi đi. Thoải mái lắm em. Ủa? Em chưa có phòng hả? Đây em nè, phòng em nè. Ờ vậy thôi tối nay em ngủ đây đi. Đây cũng rộng. Chị muốn ra đây ngủ với em không? Dạ. Chị có muốn về trồng trọt đây không? Em mua chị miếng kế bên đây dưới này nè. Ừ đây, ừ đây. À là xính lẻ hả? Không, mua chơi. Mua chơi. Nghĩ là em với anh cặp đi, tại vì thấy chuyện hai người này khó mà tách rời được. Ủa sao vậy? Sao vậy? Wow, wow. Cọc nhiều quá mà mình cầm cái cọc mua nhẹ nhàng quá hả? Nhưng mà thói quen luôn á.